Nhà đất Bảo Hoàng xin chào quý vị khách hàng, xin chào quý vị các nhà đầu tư cũng như tất cả mọi người đang xem video trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh nhà mua bán nhận ký gửi giới thiệu nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương, Sài Gòn và Thủ Đức. Vâng thưa quý vị, hiện tại thì nhà đất Bảo Hoàng đang có rất nhiều những sản phẩm giá tốt, diện tích lớn, vị trí đẹp. Với những sản phẩm là nhà phố, biệt thự, đất ở, căn hộ chung cư, các khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương và Thủ Đức. Vì vậy, nếu như quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư đang có nhu cầu mua để ở hoặc đầu tư thì hãy gọi cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan cũng như là khảo sát những sản phẩm đến từ kênh Nhà đất Bảo Hoàng. Và một lần nữa thì Bảo Hoàng cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng, tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Trở lại với căn nhà trong buổi sáng hôm nay, Bảo Hoàng xin được chia sẻ đến cho quý vị một căn nhà ở mặt phố thuộc hẻm 606, phường Hiệp Bình Phước giao nhau với quốc lộ 13 cũng như là quốc lộ 1A thuộc phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Căn nhà của chúng ta tọa lạc trên một trục đường hẻm giao nhau với hẻm 606 và trục đường quốc lộ 13. Với trục đường hẻm phía trước mặt tiền của nhà mình thì khoảng tầm 5m, xe tải, ô tô có thể ra vào thoải mái trên trục đường này. Với hệ thống thoát nước rất là cao ráo, vì vậy khu vực nơi đây thì rất là ok, không lo bị ngập úng. Hay là cơ sở hạ tầng nơi đây cũng rất là bài bản, rất là chất lượng. Vì khu vực các phường thuộc thành phố Thủ Đức thì trong thời gian qua, trong thời gian được nâng lên từ quận lên thành phố thì đã được quy hoạch lại rất là nhiều tuyến đường được làm mới và nâng cấp. Và đây là một trong những tuyến đường được làm mới và nâng cấp. Và chúng ta sẽ cùng về lại với căn nhà trong buổi sáng hôm nay mà Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến cho quý vị. Một căn nhà tuyệt đẹp, màu sơn chủ đạo bên ngoài là màu vàng, với thiết kế một trệt hai tầng lầu một tum, phong cách nhà phố tân cổ điển, với chiều ngang 4,5m và chiều dài là 12m hướng đông nam. Và công năng sử dụng của căn nhà bao gồm 4 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, khu vực để xe. Xin mời quý vị cùng nhìn ngắm lại một lần nữa với hình ảnh bên ngoài của căn nhà trước khi Bảo Hoàng dẫn mọi người chúng ta vào bên trong khảo sát cụ thể từng chi tiết bên trong của căn nhà. Vâng, đây là một căn nhà chủ nhà rất tâm huyết để xây dựng được một căn nhà tuyệt vời như thế này, với chi phí bỏ ra xây dựng rất là cao. Từng chi tiết hạng mục của căn nhà đều được tính toán lên bản vẽ rất kỹ càng, với đội ngũ xây dựng chất lượng để cho ra một sản phẩm ưng ý theo mong muốn, tâm huyết của chủ nhà. Vâng, và chúng ta sẽ cùng vào bên trong qua bộ cửa đầu tiên rất chắc chắn. Đến bộ cửa thứ hai thì cũng đi kèm với một loại gỗ rất là chất lượng, gỗ căm xe. Với một bộ cửa 4 cánh nguyên khối, thớ gỗ rất là dày. Còn đây là khu vực phòng khách của căn nhà chúng ta. Hiện tại gia chủ đang sử dụng làm khu vực để xe. Còn tầng lầu tiếp theo thì có một khu vực làm phòng khách mà một số lần đây Bảo Hoàng sẽ chia sẻ đến cho quý vị. Với những bức tranh được in 3D và làm khung kiến rất là đẹp. Và mặt tường thì được ốp gỗ khoảng 1m. Nền nhà thì được lát bằng loại gạch hoa khổ lớn loại 80x80, rất là sáng bóng và cực kỳ cao cấp. Và một điểm Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến quý vị đó là gỗ nội thất được ốp rất là nhiều trong căn nhà này. Và đây là những loại gỗ mắc tiền mà chủ nhà sưu tập mua từ những nơi rất là xa để về thiết kế, lắp đặt, lắp ráp trong căn nhà này. Từ những thớ gỗ dày và chất lượng, chúng ta có thể thấy được đây là một căn nhà mà gia chủ đã bỏ rất nhiều tiền để có thể đầu tư cũng như là thiết kế xây dựng cho căn nhà này. Từng hạng mục, đặc biệt là những hạng mục liên quan đến gỗ nội thất, rất là tốn kém và cực kỳ chắc chắn, bền đẹp. Qua khu vực đầu tiên, chúng ta sẽ đến với khu vực bếp.
với một bộ bàn ăn, 6 chiếc ghế mà một và một chiếc bàn lớn đi kèm với một không gian phòng bếp gỗ hình chữ L. Tủ lạnh cũng được bọc với một lớp một bộ cửa được làm bằng gỗ và một khu vực không gian phòng bếp rất là rộng. Vâng, điểm nhấn cho một không gian trong căn nhà là những bức tranh 3D được ốp bên ngoài với một lớp kính cường lực dày và khung thì được làm bằng gỗ. Ngay cả căn phòng vệ sinh, phòng tắm ở phía sau này cũng một cánh cửa cũng được làm bằng thớ gỗ dày, gỗ cam xe. Trở lại với những hình ảnh phòng bếp, phòng khách, chúng ta sẽ thấy được cách trang trí rất là đẹp với những cái hàng mục hay là những cái bức tranh hay là những cái thớ gỗ nội thất thì được ốp ở các mặt tường dựng đứng, hay là những cái tay vịn làm bằng gỗ như thế này, thưa quý vị, rất là đẹp và sáng bóng và cực kỳ chất lượng. Khi chúng ta thấy được gỗ nội thất luôn luôn làm nổi bật cho những cái hạng mục công trình, đặc biệt là nhà ở, hoặc là các cái hạng mục tay vịn cầu thang, hay là mặt tường, hay là những bộ cửa, cánh cửa lớn trong một căn phòng. Vâng, với căn nhà này gia chủ thiết kế khu vực phòng khách tầng trệt để làm khu vực để xe, và căn phòng này tại tầng 1 thì gia chủ thiết kế làm phòng khách với một hồ cá sinh thái rất là đẹp. Còn đây là khu vực phòng phòng khách, thưa quý vị, với những bộ ghế hay là những bộ tủ để tivi như thế này đều làm từ gỗ nguyên khối rất là đẹp và rất là dày. Và một điểm lưu ý mà bà Hoàng muốn chia sẻ đến cho quý vị đi kèm với căn nhà này là tất cả những nội thất bên trong căn nhà, từ bàn ghế tủ, tất cả mọi thứ có ở trong nhà thì gia chủ sẽ tặng lại hết cho quý vị khách hàng chúng ta, đi kèm với căn nhà với từng hạng mục, các chi tiết trong căn nhà đều được tặng lại cho quý vị với mức giá chỉ có 6 tỷ 700 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà trên mức giá tổng là 7 tỷ, xin lỗi, 6 tỷ 700 triệu đồng. Với mức giá này, chúng ta có thể sở hữu một căn nhà tuyệt đẹp ngang 4 mét rưỡi, chiều dài 12 mét, hướng đông nam mát mẻ trên một trục đường giao nhau với đường quốc lộ 13 về lại với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như trung tâm thành phố Thủ Đức, trên trục đường quốc lộ 13, trục đường Phạm Văn Đồng, hay là trục đường quốc lộ 1A về lại với các tỉnh phía Bắc cũng như là tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây, thì cũng rất là gần gần với cầu vượt ngã tư Bình Phước. Một vị trí rất là đẹp, thưa quý vị, với những tiện ích trung tâm hay là các cái công năng cơ bản dành cho căn nhà đều được tính toán và thiết kế rất là đầy đủ. 4 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, khu vực để xe, sân thượng trước, sân thượng sau, và được thiết kế rất là đẹp đi kèm với những hạng mục nội thất bằng gỗ rất là đẹp. Và thưa quý vị, hiện tại thì Bảo Hoàng cũng đang có rất nhiều những sản phẩm nhà phố đã qua sử dụng hoặc là những sản phẩm vừa mới hoàn thiện xong ở các khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương, với những vị trí đẹp, trục đường thông hay là trục đường mặt tiền kinh doanh, trục đường lộ, trục đường mặt chợ, với những vị trí đẹp, diện tích lớn để chúng ta có thể mua để ở hoặc là mua để đầu tư, mua kinh doanh. Và đặc biệt tất cả các sản phẩm được Bảo Hoàng chào trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng cũng như các nền tảng trang mạng khác thì đều được rao với mức giá phải chăng nhất, đó là mức giá từ phía chủ nhà. Và đến với Nhà đất Bảo Hoàng, vì chúng ta sẽ có khoảng thời gian xem tham quan khảo sát không giới hạn và không mất một chi phí nào, và làm việc trực tiếp với chủ nhà với những mức giá phải chăng và những vị trí đẹp, diện tích lớn ở các khu vực Hồ Chí Minh, Bình Dương và Thủ Đức.
Và một lần nữa thì Bảo Hoàng cũng xin cảm ơn quý anh chị khách hàng luôn luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng trở lại với những căn phòng trong căn nhà của chúng ta. Vâng, và quý vị chúng ta đang thấy phía trước màn hình quý vị, đó là một không gian, một căn phòng ngủ tuyệt đẹp với những hạng mục nội thất làm bằng gỗ. Và quý vị chúng ta để ý điểm nhấn như Hoàng vừa chia sẻ, tất cả mọi không gian trong căn nhà này, các hạng mục trong căn nhà này đều liên quan đến những thớ gỗ nội thất hay là những cánh cửa, những bộ cửa rất là đẹp, gỗ nguyên khối rất là đẹp, rất là dày và rất là cao cấp, mắc tiền thưa quý vị. Ngoài ra những cái hạng mục cơ bản như là mặt trần, các hệ đèn, các cái hệ loại đèn, các cái trang thiết bị điện trong căn nhà như là máy điều hòa, các cái loại đèn, đèn led, đèn tiết kiệm điện bên trong và bên ngoài đều được lắp ráp rất là đẹp và màu sắc ánh sáng cũng rất là hài hòa. Chúng ta sẽ cùng đến với tầng lầu tiếp theo. Vâng thưa quý vị, một căn nhà tuyệt đẹp, cao cấp, chất lượng mà chủ nhà đã dày công thiết kế và đầu tư rất là nhiều để có thể sở hữu một căn nhà tuyệt vời như thế này. Và chúng ta sẽ đến với khu vực sân thượng phía trước, sân thượng phía sau, phòng thờ của nhà mình. Phía trước màn hình quý vị đó là khu vực sân thượng và bên tay trái là khu vực phòng thờ có hai cửa nối thông ra sân thượng. Vâng, đây là khu vực phòng thờ của nhà chúng ta. Mặt tiền phòng thờ hướng ra sân thượng, hướng đông nam, rất là đẹp. Khu vực sân thượng phía trước cũng như là sân thượng phía sau thì hiện tại chủ nhà đang sử dụng làm khu vực trồng rau. Và ở các cái mặt tường xung quanh thì được rào chắn với những khung sắt được hàn rất là kiên cố. Với tầng lầu này thì chúng ta sẽ có sân thượng trước, sân thượng sau, phòng thờ, phòng giặt. Phía trước màn quý vị bên tay phải đó là không gian khu vực phòng giặt. Còn đây là khu vực sân thượng phía sau. Không gian này thì rộng hơn sân thượng phía trước một chút và cũng trồng rất là nhiều rau, nhiều rau sạch cho gia đình. Và đây cũng là những hình ảnh kết thúc video trong buổi sáng hôm nay. Trước khi chào tạm biệt tất cả quý vị, Bảo Hoàng xin cảm ơn quý anh chị khách hàng, tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi video cũng như đồng hành cùng với nhà đất Bảo Hoàng trong suốt thời gian qua. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để thông báo huyền quả chuông. Xin cảm ơn.